Tam Quốc diễn nghĩa hồi thứ 111. Đằng Xí Tái dùng mèo phá Khương Bá Ước, ra Cát Đản khởi nghĩa đánh Tư Mã Chiêu. Đây lại nói Khương Duy rút quân về đóng ở Trung Đê, quân Ngụy đóng ở ngoài thành Địch Đạo. Vương Kinh ra tiếp Trần Thái Đặng Hải vào, tạ ơn đánh giải vây, mở tiệc yến khoản đái mà khao thưởng ba quân. Trần Thái mới đem công Đặng Hải dâng sớ về tâu với Ngụy chủ Tào Mao. Mao phong cho ngài làm An Tây tướng quân, ban cờ tiết, lĩnh chức hộ Đông Khương hiểu úy, cùng với Trần Thái đóng binh ở các xứ Ung Châu. Đặng Hải mới dâng biểu tạ ơn. Trần Thái mở tiệc mừng Đặng Hải rồi nói rằng: Khương Duy phải trốn về đêm, sức lực đã kiệt, hắn không dám ra nữa đâu. Ngài nói mà cười: ta đủ quân thục, có năm lẽ lại ra. Thái mới hỏi năm lẽ gì, thì ngài nói: quân thục giấu rút lui, nhưng vẫn đứng trên thế thừa thắng. Quân ta kỳ thực vẫn là thế thua. Lẽ ra lẽ ấy, nên ra là một. Quân thục toàn là quân của Khổng Minh, luyện tập đã tinh thông rồi, dễ dàng sai khiến. Còn tướng của ta thì đổi luôn, quân lại rèn dạy chưa kỹ, lẽ ấy nên ra là hai. Quân thục đi thuyền, quân ta đi bộ, nhàn hạ vất vả khác nhau, lẽ ấy nên ra là ba. Địch Đạo Lũng Tây, Nam An Kỳ Sơn, bốn xứ ấy cũng là đất chiến thủ. Quân thục hoặc Dương Đông kích Tây, hoặc trò Nam đánh Bắc, quân ta phải chia ra giữ các mặt. Quân thục thì hợp lại một đường kéo đến, lấy sức hợp nhất mà đương sức ấy, với sức chia tư của ta, lẽ ấy nên ra là bốn. Quân thục lại ra mặt Nam An, Lũng Tây thì có sẵn thóc gạo người Khương mà ăn, ra mặt Kỳ Sơn lại có sẵn lúa chiêm vừa chín, lẽ ấy nên ra là năm. Trần Thái mới chịu là phải rồi nói: ông liệu giặc như thần, lo gì quân thục nữa. Bởi thế Đặng Hải cùng với Trần Thái kết làm anh em không kể tuổi. Đặng Hải ngày nào cũng thao luyện quân các xứ Ung Lương, lại lập dinh trại ở các cửa ải để đề phòng sự bất chắc. Khương Duy ở Trung Đê mở tiệc to, hội các tướng, thương nghị việc sang đánh Ngụy. Lệnh sử là phản kiến mới can rằng: tướng quân mấy phen ra quân chưa được thành công, mới rồi đánh được trận Thao Tây, người Ngụy đã phục uy danh của tướng quân rồi, việc gì lại còn ra nữa. Vạn nhất xảy ra điều bất lợi thì công tước trước hoài mất cả. Duy mới nói: các người chỉ biết nước Ngụy đất rộng người nhiều, khó lòng lấy được, nhưng không biết ta đánh Ngụy có năm lẽ thắng. Các tướng lại hỏi tại sao, Duy mới đáp: ta đánh một trận Thao Tây, đè bẹp hết nhuệ khí của quân Ngụy, quân ta rút về không tổn hại chút nào. Nay bằng tiến binh sang thì có cơ đánh được, là một lẽ. Quân ta đi thuyền không vất vả gì, quân kia đi bộ mệt nhọc, đó là hai lẽ. Quân ta rèn tập đã lâu, quân kia chẳng qua là ô hợp, không có phép tắc gì, đó là ba lẽ đấy. Quân ta ra Kỳ Sơn có sẵn thóc chiêm của giặc, đó là bốn lẽ. Quân kia chia ra giữ các mặt, sức lực tàn mát, quân ta hợp nhất kéo đến, quân kia cứu sao cho kịp, đó là năm lẽ. Không nhân dịp này đánh Ngụy, còn đợi đến bao giờ? Hạ Hầu Bá mới nói: Đặng Hải tuy còn ít tuổi, nhưng cơ mưu sâu sắc, nay y được phong chức An Tây tướng quân, tất đã phòng bị các xứ cả rồi, không như ngày trước nữa đâu. Duy mới lớn tiếng mắng rằng: ta sợ gì hắn, các ông đừng tâng bốc nhuệ khí của người ta mà làm nhụt oai phong của mình. Ý ta đã quyết rồi, ta hãy đánh lấy Lũng Tây trước. Chúng mới không ai dám can nữa. Duy mới tự dẫn quân đi trước, sai các tướng kéo theo sau. Quân thục bỏ Trung Đê tiến ra Kỳ Sơn. Tiểu Mã mới về báo rằng: quân Ngụy đã lập 9 ngọn trại ở núi Kỳ Sơn rồi. Duy mới không tin, dẫn vài tên quân lên núi cao xem. Quả nhiên thấy ở chín núi có 9 ngọn trại, mỗi dãy dài như hình con rắn, trước sau nhìn có lẫn nhau. Duy mới ngoảnh lại bảo với Tả Hữu rằng: Hạ Hầu Bá nói quả là như thế thực, trại này hình thế hay lắm, chỉ thấy ta là Gia Cát thừa tướng mới lập được thôi. Nay Đặng Hải cũng lập nổi, thật không kém thầy ta mấy nỗi. Bèn trở về trại bảo với các tướng rằng: người Ngụy đã có phòng bị, biết rằng ta kéo đến, ta chắc Đặng Hải tất cũng ở đây. Các ngươi nên mang cờ hiệu của ta cắm trại ở ngay cửa hang này, mỗi ngày cho hơn 100 kỵ ra tiễu, mỗi lần ra phải đổi một sắc cờ áo xanh đỏ vàng trắng và cờ ngũ phương, cứ lần lượt mà thay. Ta cầm đại binh lẻn ra đường Đồng Đình đến tắt lấy Nam An. Liền sai pháo tố đóng ở cửa hang núi Kỳ Sơn. Duy mới mang đại quân kéo sang quận Nam An.
Đặng Ngải biết quân Thục tất ra Kỳ Sơn đã cùng với Trần Thái hạ trại giữ gìn. Nay thấy quân Thục mấy hôm không đến khiêu chiến, mà trong một ngày năm phen tiễu mã ra trại, hoặc 10 dặm hoặc 15 dặm lại trở về. Ngải mới đứng trên cao ngắm nghía một hồi, rồi về trướng nói với Trần Thái rằng: Khương Duy chắc không ở trong đám này, tất lẻn ra Đồng Đình chụp lấy Nam An. Quân tiểu mã ra trại chỉ có mấy đứa thay đổi cờ áo ra vào đấy thôi, ngựa đi ra dáng mệt mỏi, chủ cả tướng tất không phải là tay giỏi. Trần tướng quân nên dẫn quân đến mà đánh, tân phá được trại ấy. Phá xong trại, tướng quân dẫn quân ra đường Đồng Đình để chặn đường về của Khương Duy. Tôi dẫn quân đi trước đến cứu Nam An, chiếm lấy núi Võ Thành. Nếu được ngọn núi ấy, Khương Duy tất phải xoay ra lấy thành Thượng Nhai. Ở Thượng Nhai có một cái hang gọi là Đoạn Cốc, rất hẹp mà hiểm, vừa hay được chỗ mai phục rất tốt. Tôi phục sẵn hai cánh quân ở đấy, đợi Khương Duy đến tranh núi Võ Thành, đổ ra đánh thì chắc phá được ngay. Thái mới nói: Tôi giữ Lũng Tây 20-30 năm nay, cũng không biết được tường địa lý như thế. Ông thật là thần toán đấy. Ông nên đi ngay cho, để tôi đánh trại này. Đặng Ngải dẫn quân sớm khuya gấp đường kéo đi, đến tắt dưới núi Võ Thành hạ trại. Bấy giờ quân Thục vẫn chưa đến nơi, Ngải mới sai con là Đặng Trung và chứng tiền hiệu úy là Sư Toàn, mỗi người dẫn 5.000 quân phục sẵn trong hang Đoạn Cốc, dặn dò mẹo mực cho đi. Hai người lính kế đi luôn. Ngải mới sai Ngả Khở im trống, đợi quân Thục đến. Khương Duy mới nói theo con đường Đồng Đình kéo đến Nam An. Đến trước núi Võ Thành, Duy bảo với Hạ Hầu Bá rằng: Gần quận Nam An có núi Võ Thành, nếu chiếm trước được núi ấy thì có thể đoạt được Nam An. Nhưng chỉ ngài Đặng Ngải đa mưu, tớ có phòng bị trước. Vẫn còn đang ngần ngại thì bỗng nhiên trên núi nổ pháo hiệu, rồi tiếng ngò reo ầm ầm, còi trống vang động, tinh kỳ bay ra phấp phới. Quân ngụy đứng đặc như kiến. Giữa đám đông có một lá cờ vàng to, để tên là Đặng Ngải. Quân Thục thấy vậy kinh hãi quá chừng. Quân ngụy ở trên núi chia làm mấy ngả đổ xuống, thế mạnh không sao đương nổi. Cánh tiền quân của Thục thua to. Khương Duy mới thúc trung quân đến cứu, quân ngụy lại rút cả lên trên núi. Duy đến thẳng dưới chân núi, thách Đặng Ngải xuống đánh. Quân ngụy nhất định không ai xuống. Duy mới sai quân sĩ chửi mắng sỉ nhục đến mái chiều tối. Duy vừa sắp thu quân về thì trên núi lại chống đánh thổi còi mà vẫn không thấy quân ngụy xuống. Duy muốn đánh thốc lên nhưng đá đàn bay từ trên ném xuống không sao mà lên được. Duy mới chầu trực mãi đến canh ba, toàn trở về thì trên núi còi trống lại vang động. Duy thúc quân xuống mé dưới, sai quân khiêng vần đá gỗ muốn cắm trại giữ nhau. Bấy giờ quân ngụy mới ầm ầm kéo đến. Quân ngụy xôn xao giày xéo lẫn nhau chạy về cho đến trại cũ. Hôm sau Khương Duy lại sai quân sĩ đem những xe lương dàn bày dưới núi Võ Thành, muốn lầm trại đóng quân. Canh hai đêm hôm ấy, Đặng Ngải dẫn 500 quân, mỗi người cầm một bó đuốc, chia làm hai đường xuống núi, phóng hỏa đốt xe. Quân hai bên đánh nhau xô sát một đêm, Duy không sao lập được dinh trại. Duy dẫn quân lui về bàn với Hạ Hầu Bá rằng: Nam An chưa sao lấy được, không bằng hãy lấy Thượng Nhai trước. Thượng Nhai là chỗ chứa lương của quận Nam An, lấy được chỗ ấy thì Nam An tự nhiên phải nguy. Bèn để Hạ Hầu Bá đóng ở dưới núi Võ Thành, Duy mới dẫn tinh binh mãnh tướng đến tắt lấy Thượng Nhai. Đi suốt đêm đến gần sáng, toàn thị núi non hẹp hòi thì đường xá gập ghềnh lắm. Duy mới hỏi quan Hướng Đạo rằng: Vậy đây là xứ gì? Hướng Đạo nói: Đây là hang Đoạn Cốc. Duy thất kinh: Tên ấy gở lắm, Đoạn Cốc nghĩa là chặn hang, nếu có người chặn mất cửa hang thì làm thế nào? Đương khi Duy do dự chưa biết nghĩ sao, rồi có tiền quân chạy về báo rằng: Bé sau núi bụi bay mù mịt, đã có quân mai phục rồi. Duy vội vàng sai thu quân về thì đã thấy hai toán quân của Sư Toản Đặng Trung Đỗ đổ ra. Duy vừa mới đánh vừa chạy, bỗng tiếng reo lại nổi lên. Té ra Đặng Ngải kéo quân đến, ba mặt đánh dồn vào, quân Thục thua to. May có Hạ Hầu Bá dẫn quân đến cứu, quân ngụy mới lui. Khương Duy được thoát, muốn ra lại Kỳ Sơn. Hạ Hầu Bá lúc này can rằng: Trại Kỳ Sơn đã bị Trần Thái đánh vỡ, pháo tố chết chặt, quân mã rút hết về hắn chúng cả rồi. Duy thấy vậy không dám đi theo đường Đồng Đình, phải lèn về qua đường tắt. Đặng Ngải mới dẫn quân đuổi theo. Duy cho quân đi trước, mình đón chặn mặt sau.
Đang đi bỗng có một toán quân ở trong núi đổ ra, là tướng Trần Ngụy Thái. Quân Ngụy reo ầm lên một tiếng, vây bọc ngay Khương Duy vào giữa trận. Duy bấy giờ cho người ngựa mệt mỏi cả, sông sáo mãi cũng không sao xa được. Trương Ngực nghe tin Khương Duy bị vây, dẫn vài trăm quân kỵ đánh thốc vào. Duy mới thừa thế phá được trùng vây. Trương Ngực bị quân Ngụy loạn xạ bắn chết. Duy thoát nạn về đến Hán Trung, cảm lòng trung dũng của Trương Ngực bỏ mình vì việc nước, mới dâng biểu xin phong tặng cho con cháu ông ta. Tướng sĩ trong thục, lắm người chết trận đều đổ tội cho Khương Duy. Duy mới chiếu lệ cũ ở Nhai Đình của Võ Hầu, xin tự giáng chức làm hậu tướng quân mà coi việc đại tướng. Đặng Ngải thấy quân thục lui hết cả rồi, mới cùng với Trần Thái mở tiệc ăn mừng, khao thưởng ba quân. Thái dâng biểu tâu công Đặng Ngải, Từ Bá Triều mới sai cầm cờ tiết ra phong thêm quan thước cho Đặng Ngải, ban cho ấn thụ và phong cho con Đặng Ngải là Đặng Trung làm đinh hầu. Ngụy chủ Tào Mao cải niên hiệu Chính Nguyên thứ ba, làm Nam Cam Lộ thứ nhất. Từ Mã Chiêu tự phong mình làm Thiên Hạ Binh Mã Đại Đô Đốc. Khi ra vào thường có 3.000 quân thiết giáp và kiêu tướng đi hộ vệ trước sau. Nhất thiết không việc mà không tâu gì đến triều đình, tự tiện xử đoán ngay ở tướng phủ. Từ đó Chiêu thường có ý muốn cướp ngôi nhà Ngụy. Chiêu có một người tâm phúc, họ Giả tên là Sung, tự là Công Lư, con quan kiến oai tướng quân Giả Quỳ trước thuở trước, hiện đang làm trưởng sử trong phủ. Sung nói với Chiêu rằng: Nay chúa công cầm quyền to, lòng người bốn phương vì tất đã tuân theo, nên cho dò hỏi mà trừ dần đi mới toan được việc lớn. Chiêu nói: Ta đây cũng muốn thế, người nên giúp ta sang mặt đông, giả tiếng là an ủy quân sĩ đi đánh giặc về, liệu mà dò xét tình hình cho xem. Giả Sung lĩnh mệnh đến Tắt Hoài Nam, vào ra mắt quan Trấn Đông đại tướng quân là Gia Cát Đản. Đản tên tự là Công Hưu, người ở Nam Dương, quận Lang Nha, tức em họ của Gia Cát Võ Hầu. Trước vẫn làm quan ở Ngụy, nhân Võ Hầu làm tướng trong thục cho nên không được trọng dụng. Về sau Võ Hầu mất, Đản mới được nhắc lên làm quan to, phong làm Cao Bình Hầu, tổng nhiệm quân mã hai xứ Hoài Đông và Hoài Nam. Khi ấy Giả Sung đến úy lão quân sĩ, Đản mở tiệc khoản đãi, rượu uống ngà ngà say. Sung nói khơi lên rằng: Gần nay các bậc hiền ở Lạc Dương ai cũng cho là chúa thượng hèn yếu, làm vua không nổi. Có đại tướng quân họ là Tư Mã, ba đời giúp nước, công đức tày trời, nể ơn thay vào cho nhà Ngụy, chưa biết ý ngài thế nào. Đản mới nổi giận nói: Mày là con Giả Dự Châu, đời đời ăn lộc nhà Ngụy, sao mày dám nói thế? Sung mới nói tảng ra rằng: Tôi đem lời người ta nói với ông đấy thôi. Đản nói: Triều đình nếu có nạn gì, ta sẽ liều chết để báo ơn. Sung nín lặng trở ra, về thuật hết đầu đuôi với Tư Mã Chiêu. Chiêu giận nói ngay: Đàm chuột con này, sao dám hỗn thế? Sung nói: Đản ở Hoài Nam được lòng người đã nhiều, để lâu tất sinh vạ, nên trừ ngay đi. Chiêu một mặt đưa mật thư cho thứ sử Dương Châu là Nhạc Lâm, một mặt sai sứ mang chiếu ra với Đản về triều, phong cho làm chức tư không. Đản được chiếu biết là Giả Sung cáo biến, mới bắt sứ giả và tra hỏi. Sứ giả nói: Việc này hỏi Nhạc Lâm thì biết. Đản hỏi: Sao Nhạc Lâm lại biết? Sứ giả nói: Tư Mã tướng quân đã sai người đến Dương Châu đưa mật thư cho Nhạc Lâm. Đản mới nổi giận, sai Tả Hữu chém chết sứ giả, rồi khởi quân bộ mã kéo đến Dương Châu. Khi đến cửa Nam thì thành đã đóng, mà cầu treo cũng đã cất về bên kia rồi. Đản đứng dưới thành gọi cửa, nhưng không có người nào đáp lại. Đản nổi giận mà rằng: Nhạc Lâm thất phu, sao dám láo thế? Liền sai tướng sĩ đánh thành. Thủ hạ của Đản có hơn 10 người kiện tướng, xuống ngựa lội qua hào, nhảy vót cả lên mặt thành, đánh tan quân canh cửa, mở tan thành cho vào. Gia Cát Đản dẫn quân vào thành, theo chiều gió phóng hỏa, đánh mãi đến nhà Nhạc Lâm. Lâm mới túng thế, vội vàng trốn chạy lên nhà lầu. Đản mới cầm gươm trèo thẳng lên quát rằng: Cha mày là Nhạc Tiến khi xưa, chịu ân to nước Ngụy, không biết nghĩ mà đền báo, lại muốn giúp quân phản nghịch Tư Mã Chiêu à? Lâm chưa kịp đáp lại, đã bị Giản Đản giết mất. Một mặt Đản viết biểu kể tội Tư Mã Chiêu sai người dâng về Lạc Dương. Một mặt Đản tụ họp quân mã hai xứ Hoài Đông, Hoài Nam, cả thảy hơn 10 vạn, và 4 vạn quân Dương Châu, chứa cỏ tụ lương,
dự bị việc tiến quân. Lại sai trưởng sử Ngô Cương đưa con là Gia Cát Thịnh sang làm con tin bên Ngô, xin Ngô cất quân cùng sang đánh Tư Mã Chiêu. Bấy giờ thừa tướng Đông Ngô là Tôn Tuấn đã mất, em là Tôn Lâm phụ chính. Lâm Tử là Tử Thông, tính khí hung bạo, giết bọn Đại Tư Mã, Đằng Giận và tướng quân là Lã Cứ, Vương Đôn. Vì thế bao nhiêu quyền chính về cả trong tay mình. Ngô chủ Tôn Lượng tuy thông minh nhưng cũng không sao làm sao được. Ngô Cương đem Gia Cát Thịnh đến thành Thạch Đầu vào lại Tôn Lâm. Lâm hỏi tại sao, Cương mới thưa rằng Gia Cát Đản là em họ của Gia Cát Võ Hầu bên Thục. Trước thờ nước Ngụy, nay thấy Tư Mã Chiêu khinh vua lửa trên, bỏ chúa lộc quyền, muốn khởi quân vào đánh, nhưng sức không nổi nên đến xin hàng. Sợ không có gì làm tin nên cho con là Gia Cát Thịnh sang hầu, vậy xin ngài đem quân sang giúp cho. Lâm mới ưng lời, sai đại tướng là Toàn Dịch, Toàn Đoan làm chủ tướng, Vu Thuyên làm hợp hậu, Chu Dị, Đường Tư làm tiên phong, Văn Khâm làm hướng đạo, khởi 7 vạn quân chia làm 3 đội kéo sang Ngụy. Ngô Cương về Thọ Xuân báo với Gia Cát Đản. Đản mới mừng lắm, mới dàn binh dự sẵn cả vào đâu đấy. Lại nói văn biểu của Gia Cát Đản đưa đến Lạc Dương, Tư Mã Chiêu trông thấy nổi giận, muốn tự cất quân đi đánh. Giả Sung mới can rằng: chúa công thừa cơ nghiệp của cha anh, ân đức chưa ra đến 4 bề, nay để thiên tử ở nhà mà đi, nếu một mai sinh biến thì hối làm sao cho kịp. Chỉ bằng tâu với Thái Hậu, thiên tử cũng đi một thể thì mới không lo gì. Chiêu mừng nói: lời ấy hợp ý ta lắm. Bèn vào tâu với Thái Hậu rằng: Gia Cát Đản mưu phản, tôi đã bàn với các quan văn võ, xin mời Thái Hậu thiên tử cùng ngự giá thân trinh để nối chí của tiên đế khi xưa. Thái Hậu sợ phải nghe. Hôm sau Chiêu mới mời ngụy chủ Tào Mao khởi trinh, thì Mao nói: đại tướng quân đô đốc cả quân mã thiên hạ, mặc ý tướng quân sai khiến, thế nào cho được việc thì thôi, can gì mà chấm phải thi hành, mà phải thân hành đi nữa. Chiêu nói: ngày xưa võ tổ tung hoành 4 bề, văn đế có chí bao trùm cả bờ cõi, có bùng thôn tính cả 8 phương, phàm gặp đám giặc to nát nào, thân thất trinh ra đánh. Bệ hạ cũng nên theo đòi tiên quân mà quét sạch quân phản tặc, can gì mà sợ. Mao sợ uy quyền của Tư Mã Chiêu, đành phải theo lời. Chiêu mới khởi 26 vạn quân ở Kinh Đô và sai 2 trinh nam tướng quân Vương Cơ làm chánh tiên phong, giám quân Thạch Bào làm tả quân, bảo hộ Xa Giá kéo sang Hoài Nam. Tiên phong Đô Đông Ngô là Chu Dị mới dẫn quân ra địch với quân Ngụy. Vương Cơ đánh nhau với Chu Di chưa được 3 hợp cũng đã chạy. Dương Tư ra đánh được vài hợp lại chạy nốt. Vương Cơ thúc quân tràn sang, quân Ngô mới thua to, lùi 50 dặm hạ trại, tin đã báo vào thành Thọ Xuân. Gia Cát Đản ở trong thành dẫn quân ra hội với Văn Khâm và 2 con là Văn Ương, Văn Hổ, đem vài vạn hùng binh lại cự Tư Mã Chiêu. Ấy mới là vừa thấy quân Ngô thua nháo nhác, sẽ xem tướng Ngụy lại tung hoành, chưa biết được thua thế nào nhỉ, xem đến hồi sau sẽ rõ. Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi thứ 112. Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên Tử Tiết, lấy Tràng Thành, Bá Ước dùng binh. Đây lại nói Tư Mã Chiêu thấy Gia Cát Đản hội quân với quân Ngô kéo lại, liền mời quan tản kỵ trưởng sử là Bùi Tứ và Hoàng Môn Thị Lang là Trung Hội đến thương nghị đánh giặc. Trung Hội mới nói: quân Ngô giúp Gia Cát Đản chỉ vì lợi thôi, nếu ta lấy lợi mà giữ thì tất đánh được. Chiều mới nghe lời, sai Thạch Bảo, Chu Thái dẫn 2 quân phục ở trước thành Thạch Đầu, Vương Cơ, Trần Kiên lĩnh tinh binh ở mặt sau, cho tỷ tướng là Thành Tốt dẫn vài vạn quân ra trước dụ địch. Lại sai Trần Tuấn dẫn xe trượng, trâu ngựa lừa la, chở đồ tù sẵn trong trận, đợi giặc đến thì bỏ chạy. Hôm ấy Gia Cát Đản mới sai Ngô tướng Chu Dị ở mặt tả, Văn Cơ ở mặt hữu, còn mình thì đi giữa. Đản thấy quân mã bên Ngụy lộn xộn không được tề chỉnh, mới thúc quân tràn kéo sang. Thành Tôn chạy lui về, Đản mới kéo quân đuổi đánh. Bỗng thấy trâu ngựa lừa la thả ra, nhan nhản khắp cánh đồng. Quân Ngô mới tham lợi tranh nhau đuổi bắt, không còn bụng nào mà đánh nữa. Sực có tiếng pháo nổ, quân hai mặt kéo đến, tả thì có Thạch Bào, hữu thì có Chu Thái. Đản mới giật mình, kịp rút quân về. Vương Cơ, Trần Kiên dẫn tinh binh đổ lại. Tư Mã Chiêu tiếp ứng thêm vào.
đàn thua to, chạy vào thành Thọ Xuân, đóng cửa giữ vững không dám ra. Bấy giờ quân Ngô lui về đóng ở An Phong, Ngụy Chủ Sa Gia đóng ở Hạng Thành. Trung Hội nói: "Này Gia Cát Đản tuy thua, nhưng trong thành Thọ Xuân lương thảo còn nhiều, lại có quân Ngô đóng ở An Phong làm thế ỷ dốc. Quân ta bốn mặt vây đánh, nếu đánh thong thả thì giặc giữ vững, mà đánh kíp quá thì họ cố chết chống lại, quân Ngô lại thừa cơ đến đánh. Như thế quân ta đánh thành có ích gì? Không bằng ta chỉ đánh ba mặt, trở lại một lối to cửa nam cho giặc chạy, rồi sẽ đuổi theo mà đánh, thì mới toàn thắng được." Quân Ngô từ xa đến đây, lương thảo tiếp ứng không đều, ta dẫn quân khinh kỵ lẻn ra mé sau mà chặn đường, thì không phải đánh cũng vỡ. Triều mới vỗ vào lưng của Trung Hội mà rằng: "Người đúng là tử phòng của ta." Liền sai Vương Cơ triệt quân mặt cửa nam không vây nữa. Quân Ngô đóng ở An Phong, Tôn Lâm mới gọi Chu Dĩ đến trách mắng rằng: "Có một thành Thọ Xuân còn không cứu nổi thì Tôn Tính làm sao được Trung Nguyên? Nếu không đánh được lần nữa thì ra đây chém đó." Chu Dĩ mới về trại bàn với Vu Thuyên. Thuyên lại nói: "Nay cửa thành Thọ Xuân không vây, tôi xin dẫn một toán quân ra giúp Gia Cát Đản chống cự. Tướng quân ở ngoài này khiêu chiến với quân Ngụy, tôi tự trong thành đánh ra, hai mặt giáp lại thì có thể phá được." Dì mới cho là phải lắm. Bởi vậy cả bọn Toàn Dịch, Toàn Đoan, Văn Khâm đều xin vào thành, bèn cùng với Vu Thuyên dẫn một vạn quân từ cửa nam kéo vào. Quân Ngụy mặc cho quân Ngô vào rồi mới báo tin cho Tư Mã Chiêu. Chiêu lại nói: "Đây tất là họ vào thành rồi hợp trong thành để phá quân ta đấy." Bèn gọi Vương Cơ, Trần Khiên đến dặn rằng: "Các người dẫn 5.000 quân chặn ngang đường Chu Dĩ đến, rồi theo sau mà đánh." Hai người lính mạnh. Chu Dĩ dẫn quân đang đi thì bỗng ở mé sau nổi tiếng reo. Vương Cơ, Trần Khiên hai mặt kéo đến, quân Ngô thua to. Chu Dĩ trở về ra mắt Tôn Lâm. Lâm mới nổi giận mắng rằng: "Tướng thua liền xiển kia, người còn cần làm gì nữa?" Bèn quát võ sĩ lôi ra chém, lại trách con Toàn Đoan và Toàn Vĩ rằng: "Nếu không đánh đuổi được quân Ngụy đi, cha con mày đừng đến nhìn mặt tao nữa." Tôn Lâm mới trở về kiến nghiệp. Trung Hồi nói với Tư Mã Chiêu rằng: "Nay Tôn Lâm đã lui về, ngoài không có quân cứu, lại nên vây thành mà đánh." Chiêu mới nghe lời, sai quân vây thành. Toàn Vĩ muốn dẫn quân vào thành Thọ Xuân, thấy quân Ngụy thế to lắm, nghĩ mình tiến thoái hai đường cũng khó, mới ra thành hàng Tư Mã Chiêu. Chiêu ra phong cho Toàn Vĩ làm thiên tướng quân. Vì cảm ơn đức ấy, viết thư đưa cho cha là Toàn Đoan và chú là Toàn Dịch, nói Tôn Lâm bất nhân, không bằng hàng Ngụy cho xong, rồi buộc thư bắn vào trong thành. Toàn Dịch được thư ấy, cùng với Đoan dẫn vài nghìn người mở cửa ra hàng. Gia Cát Đản ở trong thành lo buồn lắm, mưu sĩ là Tưởng Ban, Tiêu Di mới hiến kế rằng: "Trong thành nương còn ít mà quân thì nhiều, không thể giữ lâu được, nên cho quân sĩ Ngô Sở ra đánh, quyết một trận tử chiến với quân Ngụy." Đản mới nổi giận nói: "Tao đây thì muốn giữ, mày lại muốn đánh à? Chẳng có bụng khác ư? Thế còn nói nữa thì tao chém chết." Hai người mới ngẩng mặt lên trời mà than rằng: "Đản sắp chết đến nơi rồi, chúng ta nên hàng Ngụy cho sớm, kẻo chết uổng." Canh hai đêm hôm ấy, Tưởng và Tiêu hai người trèo qua thành ra hàng Ngụy, Tư Mã Chiêu đều trọng dụng hết. Trong thành Thọ Xuân, từ bấy giờ dù có người muốn đánh nhau cũng không dám nói đến đánh. Đàn ở trong thành thấy quân Ngụy nắm thành đất chung quanh bốn mặt để phòng nước sông Hoài tràn vào. Đàn mong đợi nước sông tràn lên cho đổ thành đất rồi mới kéo quân ra đánh. Không ngờ từ thu sang đông, tỉnh không có trận mưa nào, nước sông không tràn vào được. Lương ở trong thành đã gần cạn. Văn Khâm ở riêng góc thành nhỏ cùng với hai con giữ vững không ra. Thấy quân sĩ dần dần nhiều người đói là, Khâm mới vào nói với Gia Cát Đản rằng: "Lương ăn đã khan, quân sĩ lắm kẻ chết đói rồi, nếu đuổi quân phương Bắc ra ngoài thành để bớt ăn đi." Đản mới dần nói: "Người xui ta bỏ Bắc quân đi, muốn mưu hại ta." Liền quát Tả Hữu lôi ra chém. Văn Đường, Văn Hổ thấy cha bị giết, lập tức dẫn quân ra giết phang vài mươi người, rồi lội qua hào đến trại Ngụy để xin hàng. Tư Mã Chiêu nhớ đến khi xưa Văn Nương một ngựa đánh lùi được quân Ngụy, căm giận muốn giết để báo thù. Trung Hội mới can rằng:
Việc xưa là tội tử Văn Khâm, nay hắn đã mất rồi, hai con cũng phế tài, phải cho hàng. Nếu ta giết đi thì càng làm vướng bụng người trong thành lắm. Triều mới nghe lời, gọi Văn Ương Văn Hổ vào trong trướng, rồi lấy lời ngọt ngào phủ dụ, ban cho ngựa tốt áo gấm, ra chức làm thiên tướng quân, phong cho làm quan nội hầu. Hai người mới lạy tạ, cưỡi ngựa đi chung quanh thành, rồi gọi to lên rằng: hai chúng ta đổi ơn đại tướng quân tha tội, lại phong thước cho, chúng mày sao không hàng đi cho sớm? Người trong thành nghe vậy bàn với nhau rằng: Văn Ương là người có thù với Tư Mã Chiêu, nay cũng đã được trọng dụng, huống chi chúng ta. Bởi thế nhiều người trốn ra thành hàng ngụy. Gia Cát Đản thấy vậy giận lắm, đến đêm tự mình ra tuần quanh mặt thành, đồng ai có lỗi thì giết. Trung Hồi thấy trong thành nhân tâm đã biến, vào trướng bẩm với Tư Mã Chiêu rằng: nên nhân dịp này mà đánh dấn ngay đi. Chiêu mới mừng lắm, truyền lệnh ba quân vây kín bốn mặt thành mà đánh cho giết. Tướng giữ cửa thành là Tăng Tuyên dâng cửa bắp, mở toang cửa cho quân ngụy kéo vào. Đản thấy quân ngụy vào thành, vội vàng dẫn vài trăm thủ hạ từ con đường nhỏ trong thành chạy ra. Vừa đến bên cầu thì gặp Hổ Phấn, Đản bị phấn chém chết ngay rồi ngã xuống ngựa. Vài trăm thủ hạ Đản cũng bị trói cả. Vương Cơ kéo quân đến cửa tây, gặp Ngô tướng là Vu Thuyên. Cơ mới quát lên rằng: mày sao không hàng đi cho mau? Thuyền mới nổi giận nói: chiều mày ra cứu bạn cho người, đã không cứu được thì chớ, lại đi theo hàng người khác, thế là nghĩa lý gì đây? Nói đoạn mới quẳng mũ xuống đất, kêu to lên rằng: người ta sinh ra ở đời, được chết tại nơi chiến trường là may. Liền khoa đao vào đánh, đánh được hơn 30 hiệp, người ngựa mỏi mệt, bị loạn quân giết chết. Tư Mã Chiêu lúc này vào thành Thọ Xuân, bắt hết cả già trẻ mà họ nhà Gia Cát Đản, giết sạch. Võ sĩ điệu bộ tốt của Gia Cát Đản vài trăm người đến. Chiêu mới hỏi: chúng mày có chịu hàng không? Chúng mới kêu lên: bọn tao tình nguyện chết theo Gia Cát Công, nhất định không hàng mày. Chiêu mới nổi giận, quát võ sĩ chéo điệu cả ra ngoài thành, rồi bảo từng người rằng: hễ đứa nào chịu hàng thì tao tha cho. Trong vài trăm người, cứ chém người này thì lại hỏi người khác, chém kỳ đến hết, không một người nào chịu hàng hết. Chiều mới than thở, trong cái nghĩa khí của bọn ấy không biết ngần nào, sai mai táng tươm tất. Người sau có thơ khen rằng: ơn Chúa hệ chi cái sống thừa, một niềm trung nghĩa tiếng nghìn xưa. Câu ca cửu lộ còn văng vẳng, vết cũ điền hoành đã đến giờ. Quân Ngô về hàng ngụy rất nhiều. Bùi Tú nói với Tư Mã Chiêu rằng: quân Ngô vợ con cả ở ra ngoài, nếu cho ở đây tất lâu ngày sinh biến, không bằng chôn sống sáo cả chúng nó đi. Trung Hội mới can: thế không xong đâu, phép ngày xưa dùng binh chỉ giết một người đầu sỏ là đủ, nếu chôn cả đi thì độc ác bất nhân lắm, chi bằng đuổi cả chúng nó về Giang Nam để tỏ cái rộng lượng rộng rãi của Trung Quốc. Triều mới khen lời ấy là phải, liền tha cả về, cho quân Ngô về bản quốc. Đường Tư sợ Tôn Lâm bắt tội không dám về Ngô, phải đến hàng ngụy. Triều cũng trọng dụng, sai chia nhau ra giữ ở các nơi Tam Hà. Hoài Nam Bình Định xong đâu vào đấy, quân ngụy sắp sửa rút quân về. Sự có tin báo Khương Duy ở Tây Thục dẫn quân đến lấy Trảng An, chặn đường vận lương của quân ngụy. Triều mới giật mình cùng các quan bàn kế đánh Thục. Bấy giờ là năm Diên Hy thứ 20 nhà Thục Hán, rồi là năm Canh Diệu thứ nhất. Khương Duy ở Hán Trung kén được hai tướng trong xuyên, một người là Tưởng Thư, một người là Phó Thiêm. Hai người sức lực khỏe mạnh mà có can đảm. Duy yêu lắm, dùng làm tướng, ngày ngày rèn tập quân mã để chờ dịp sang đánh ngụy. Chợt có tin về báo rằng Gia Cát Đản khởi binh đánh Tư Mã Chiêu, Tôn Lâm ở Đông Ngô mang quân sang giúp. Chiêu khởi hết quân ở hai miền Hoài, đem cả Ngụy Thái Hậu và Ngụy Chủ đi đánh giặc. Duy mừng rỡ nói: phen này việc ta chắc xong rồi. Liền dâng biểu tâu với hậu chủ, cất quân sang đánh ngụy. Đại phu là Tiêu Chu nghe chuyện này thì than rằng: lâu nay chúa thượng ham mê tiểu sắc, tin dùng hoạn quan là Hà Hoàng Hạo, không tin gì đến việc nước, chỉ chuộng lấy sự vui chơi. Bá ước thì nay đánh mai dẹp, không thương gì đến quân sĩ, thế là cái cơ nước sắp đổ đến nơi rồi. Bèn ra làm một bài luận gọi là Thủ Quốc Luận,
kể những sự không nên đánh nữa, đưa cho Khương Duy để can ngăn việc cất quân. Duy mới xem bài luận nổi giận mà rằng: lời lẽ này rõ ra là cái bọn hủ nho. Nói đoạn quẳng tờ giấy xuống đất rồi cất quân sang lấy Trung Nguyên. Khương Duy mới hỏi Phó Thiêm rằng: ý người nghĩ nên ra sứ nào thì hơn? Thiêm mới thưa rằng: lương thảo của quân Ngụy chứa cả ở trong thành, nay nên đi tắt tới Lạc Cốc, vượt qua núi Trầm Lĩnh đến thẳng Tràng An. Trước hết đốt sạch lương thảo rồi kéo thẳng đến lấy Tần Xuyên, thì Trung Nguyên có thể hẹn ngày lấy được. Duy nói: người nói cũng hợp ý ta lắm. Tức thì để binh đi tắt hang Lạc Cốc, qua núi Trầm Lĩnh kéo vào Tràng Thành. Tướng giữ Tràng Thành là Tư Mã Vọng, anh họ của Tư Mã Chiêu. Trong thành lương thảo rất nhiều mà quân Mã thì ít. Mấy giờ Tư Mã Vọng nghe tin quân Thục đến, liền cùng với hai tướng là Vương Chân, Lý Bằng dẫn quân ra khỏi thành 20 dặm hạ trại. Hôm sau quân Thục đến, Vọng mới dẫn hai tướng ra trận. Khương Duy trỏ tay sang nói: Tư Mã Chiêu đem chúa đi đánh giặc, tất có ý như Lý Thôi Quách Dĩ. Ta này phụng chiếu triều đình đến đây hỏi tội, mày nên hàng ngay đi, nếu còn u mê tao sẽ giết cả ổ nhà mày. Vọng mới quát mắng lại rằng: à, chúng mày vô lễ thật, dám đến xâm phạm thượng quốc à? Nếu không về ngay, tao sẽ đánh cho mảnh giáp cũng không còn. Vừa nói dứt lời, Vương Chân vác giáo quất ngựa ra. Bên trận Thục thì Phó Thiêm đánh được 10 hiệp, Thiêm đánh lửa miếng cho Vương Chân đâm sang, liền quay mình tròi ngọn giáo, vừa đưa tay ra lôi thốc Vương Chân sang ngựa mình cắp đem về trận. Lý Bằng nhìn thấy thế mới nổi giận, thúc ngựa múa đao lại cứu. Thiêm thì cứ đi thong thả đợi cho Lý Bằng đến, quẳng ngay Vương Chân xuống đất, rút một cây quất sắt bốn ngạnh cầm sẵn trong tay. Lý Bằng sấn vào giơ đao trực chém. Thiêm mới quanh mình lại vút một cái quất vào giữa mặt của Lý Bằng. Bằng bật nổ con ngươi ra ngoài, chết ngã xuống ngựa. Vương Chân bị quân Thục xuống và đâm chết. Khương Duy thúc quân đánh tràn sang, Tư Mã Vọng phải bỏ chạy về trong trại thành, đóng chặt cửa để phòng giữ. Duy mới truyền lệnh rằng: quân sĩ hôm nay hãy cho nghỉ một đêm để dưỡng sức khỏe, ngày mai phải cố đánh thành. Sáng sớm ngày hôm sau, quân Thục kéo đến cả dưới thành, dùng tên thuốc dẫn lửa bắn vào. Trong nhà lá trong thành cháy bùng cả lên, quân Ngụy đã thấy xốn xáo. Duy lại sai chất rơm củi dưới thành mà đốt, lửa cháy đùng đùng, thành lại sắp đổ. Quân Ngụy gào khóc ầm ĩ, tiếng vang bốn phía. Khi đang đánh, bỗng đâu mé đằng sau tiếng reo nổi lên như sấm. Duy mới quay ngựa lại xem sao, thì thấy quân Ngụy đánh trống hò reo, cờ bay phấp phới kéo đến đông như kiến. Duy mới đổi hậu đội làm tiền đội, kim ngựa đứng trước dưới cửa cờ chờ quân Ngụy đến. Một lát trong trận Ngụy có một tướng trẻ tuổi, nay nịt gọn ghẽ, cầm đao thúc ngựa xông đến. Tướng đến nước chừng ngoài 20 tuổi, mặt trắng như phấn, môi đỏ như son, quát lên rằng: mày có biết đặng tướng quân là ai không? Duy đoán chắc là Đặng Ngài, liền cùng thúc ngựa múa thương lại địch. Hai người tinh thần mạnh mẽ, đánh nhau 30-40 hiệp vẫn chưa phân thắng phụ. Thương pháp của tướng trẻ tuổi ấy không một kẽ hở một chút nào. Duy mới thầm nghĩ muốn dùng mẹo lừa, mới quay ngựa chạy rẽ vào trong đường núi. Tướng ấy thúc ngựa đuổi sấn đến, Duy mới cắp sắc ngọn thương, rút bộ cung tên ra bắn. Tiểu tướng nhanh mắt, vừa nghe tin cung tách một cái, đã lộn mình bổ ra mé trước, tránh được mũi tên. Duy mới trông xuống thì tướng ấy cầm giáo đâm đến cạnh mình rồi. Duy vội vàng né mình sang một bên, ngọn giáo đâm sượt qua nách. Duy nhanh tay vớ ngay được ngọn giáo. Tướng ấy buông ngọn giáo, chạy tuột ngay về bản trận. Duy tắc lưỡi phàn nàn rằng: tiếc quá, tiếc quá. Liền quay ngựa lại đuổi theo. Vừa ra đến cửa trận thì thấy một tướng cầm đao xông tới thét rằng: Khương Duy thất phu, chớ đuổi con ta nữa, Đặng Ngài ở đây. Duy mới giật mình, mới nghĩ ra tướng trước là Đặng Trung con Đặng Ngài. Duy trong bụng đấy làm kỳ, muốn đánh nhau với Đặng Ngài, nhưng sợ sức ngựa đã mỏi mới trỏ sang mà mắng rằng: hôm nay ta mới biết mặt bố con nhà mày, hãy thu quân đi, mai sẽ sống mái với nhau một trận. Ngài thấy thế đánh chưa được có lợi, cũng kìm ngựa lại mà rằng: có phải thế thì hãy thu quân về, hễ ai lừa nhau thì không phải là người. Bởi vậy đôi bên cũng cùng rút quân. Đặng Ngải hạ trại cạnh sông Vị, Duy thì cắm trại chiếm giữ hai mặt núi.
Đặng Ngải xem địa thế bên trại Thục rồi đưa thư cho Tư Mã Vọng nói: "Chúng ta không nên đánh vội, hãy cứ giữ cho vững, đợi khi nào quân ở Quan Trung đến mà lương thảo của Thục cạn rồi, bấy giờ sẽ hòng mặt ba thành mà đánh thì mới phá được. Này tôi hãy cho con tôi là Đặng Trung giữ thành với ông, để cho người về cầu cứu Tư Mã đại tướng quân mới xong." Khương Duy sai người đưa chiến thư đến trước trại của Đặng Ngải, hẹn ngày mai đánh nhau. Ngải mới giả cách hứa nhời, rồi canh năm đêm hôm ấy, Duy mới sai ba quân thổi cơm ăn cho sớm. Sáng rõ thì dàn trận đợi quân Đặng Ngải đến. Trong trại Đặng Ngải ngả cờ trống im, làm cho dáng như không có người canh giữ, mà cũng không thấy ai ra vào. Duy mới chờ mãi đến chiều mới về. Hôm sau Duy lại sai người đưa chiến thư, trách rằng sai hẹn. Ngài mới sai dọn cơm rượu, thiết đãi sứ giả, rồi mới bảo rằng: "Tôi hơi khó ở, lỡ sai mất hẹn, xin để ngày mai hội chiến." Hôm sau Duy mới dẫn binh đến, thì Ngài vẫn như trước nhất định không ra, năm sáu phen hẹn cũng thế cả. Phó Thiềm mới bảo với Khương Duy rằng: "Đây tất có mẹo mực gì đây, phải phòng bị mới được." Duy nói: "Đây là chúng nó đợi quân ở Quan Trung đến, hợp ba mặt lại mà đánh ta. Ta nên cho người cầm thư sang Đông Ngô nói với Tôn Lâm gồm sức lại mà đánh. Sự có Tham Mã về báo rằng Tư Mã Chiêu đánh vỡ Thọ Xuân, giết chết Gia Cát Đàn rồi, quân Ngô hàng hết cả Ngụy. Chiêu mới rút quân về Lạc Dương, nay sắp dẫn quân đến cứu Tràng Thành." Duy thất kinh nói: "Phe này đánh Ngụy lại thành ra sôi hỏng bỏng không rồi, chẳng tha về cho rảnh. Ấy là bốn phen trước đã không ra việc, năm thứ nay đà lại uổng công. Chưa biết Khương Duy rút quân về rồi thế nào nhỉ? Xem đến hồi sau sẽ rõ."